Bạn đã học nghe nói tiếng Trung với loạt bài mỗi ngày một câu của hội quán Tam Thế. Đi xa sử y thiên, ngày thứ 31. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn không phải là học tiếng Trung ở hội quán Tam Thế à? Nǐ bù shì zài sān shì huì guǎn xuě zhōng wěn ma? Nǐ bù shì zài sān shì huì guǎn xuě zhōng wěn ma? Nǐ bù shì zài sān shì huì guǎn xuě zhōng wěn ma? Nǐ bù shì zài sān shì huì guǎn xuě zhōng wěn ma? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chỉ biết nói một chút. Chỉ hội sô y điển. Sau này. Y hậu. Nhà mình chính là ở gần đây. Hồ gia chịu giải phụ chỉnh. Thật à? Chân đờ mà. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Hào xiang jiao Quảng Xí Sư phạm Đại học. Vậy à? Zhe yang à? Zhe yang à? Chính là chị ấy dạy đấy. Chính là chị ấy dạy đấy.